nghiệp trạm ký ức ngày hôm nay đã đem đến cho mình cùng toàn thể các bạn học sinh rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau. Và đúng với cái tên trạm ký ức thì khi đến với chương trình này, các bạn sẽ được dường như tất cả các ký ức của bạn sẽ được gợi lại. Và ngay lúc này đây mình cảm thấy rất là xúc động khi được cùng tất cả các người bạn của mình lật lại những trang kỷ niệm rất là gắn bó bên nhau. Rất là vui và xúc động bởi vì đã gắn bó 3-4 năm ở đây thì có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Thế là rời xa mái trường này thì bọn em cảm thấy rất là xúc động và nhớ các bạn, nhớ thầy cô. Tuổi mốc thật đẹp của đời người với bao hoài bão, ước muốn và cả quãng đời rộng dài phía trước. Bên cạnh con có gia đình yêu thương, có bạn bè, có thầy cô. Con hãy cứ ước mơ thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều, còn ngại ngần gì mà không sải cánh bay cao. Thầy cô chúc các con thực hiện được lý tưởng và những ước mơ đẹp đẽ của mình. Mong các con luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thầy cô yêu các con. Chiếc giây phút chúng ta chia.